đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Báo Indonesia so sánh ông Park Hang-seo và Shin Tae-yong. Cần trông chu siêu thời gian. Báo Indonesia so sánh ông Park Hang-seo và Shin Tae-yong. Mới đây nhất, trang Okzone của Indo có bài viết so sánh ông Park và Shin Tae-yong. Sau trận thua trước Jordan, ông Klinsmann bị chỉ trích khá nhiều. Các cổ động viên Hàn Quốc cho rằng, chưa ra người Đức không có chiến lược và chiến thuật cụ thể khiến cho lối chơi đội bóng xứ kim chi trở nên vô hồn. Làn sóng kêu gọi sa thải ông Klinsmann xuất hiện trên mạng xã hội. Thị trưởng Daegu Hong Joon-pyo cũng lên tiếng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc nên đặt niềm tin vào ông Park Hang-seo. Mới nhất, trang Okzone của Indo có bài viết với tiêu đề: ông Shin Tae-yong làm nên lịch sử nhờ ông Park Hang-seo được tiến cử làm huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc thay Jurgen Klinsmann. Cây viết Ram Daniber phân tích, dư luận tại Hàn Quốc đã đẩy lên làn sóng yêu cầu Liên đoàn bóng đá nước này sa thải Jurgen Klinsmann khỏi vị trí thuyền trưởng của Daegu Wario, biệt danh của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Áp lực nảy sinh do tuyển Hàn Quốc đã bị chặn đứng tại bán kết Asian Cup với những ngôi sao như là Son Heung-min, Lee Kang-in và Kim Min-jae. Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ trở thành nhà vô địch của Asian Cup. Hơn nữa, đối thủ mạnh nhất của họ là tuyển Nhật Bản đã bị loại tại tứ kết. Thế nhưng rốt cuộc điều trớ trêu đã xảy ra khi Hàn Quốc thua đội bóng có thứ hạng FIFA kém xa họ là Jordan. Hiện tại, nhiều người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc đang kêu gọi KFA bổ nhiệm ngay ông Park Hang-seo làm huấn luyện viên của Son Heung-min và các đồng đội. Vậy tại sao ông Park Hang-seo lại được yêu thích thay vì Shin Tae-yong, nhân vật vừa dẫn dắt Indonesia lần đầu tiên tiến vào vòng loại trực tiếp Asian Cup? Đầu tiên thì ông Park Hang-seo không quản lý bất cứ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia nào sau khi chia tay tuyển Việt Nam từ tháng 1 năm 2023. Trong khi đó thì ông Shin Tae-yong vẫn còn hợp đồng dẫn dắt Indo đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Quan trọng hơn, xét về thành tích ở cấp độ quốc gia, ông Park Hang-seo hào nhoáng hơn hẳn Shin Tae-yong nên đã được tiến cử làm huấn luyện viên tuyển Hàn Quốc. Với rằng cầu thủ trẻ, ông Park từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vô địch AFF Cup 2018 vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ngay cả một quan chức ở Hàn Quốc là thị trưởng Daegu cũng cho rằng KFA nên bổ nhiệm ông Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Hàn Quốc. Hiện tại thì hợp đồng của Jurgen Klinsmann với đội tuyển Hàn Quốc có thời hạn đến ngày 31 tháng 7. Tất nhiên KFA sẽ phản hồi thường một khoản tiền lớn nếu như sa thải huấn luyện viên người Đức vào thời điểm này. Tháng 3 tới đây, đội tuyển Hàn Quốc sẽ có hai trận đấu gặp tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup khu vực châu Á. Tương lai của ông Jurgen có thể được định đoạt sau hai trận đấu này. Việc đối thủ chính Indo bị Philippines cầm hòa gián tiếp giúp cho Việt Nam có được lợi thế cho cuộc đua giành vé thứ hai của bảng F vào đến vòng loại thứ 3 World Cup. Đoàn quân của ông Chu Se chỉ cần đánh bại Indo trong lượt trận đi trên sân khách và lượt trận lượt về trên Mỹ Đình là nắm chắc cơ hội đi tiếp. Nếu như tiếp tục bại trận trước Indo ở hai trận đấu này, tương lai của ông Chu Se sẽ trở nên vô cùng khó đoán. Cần phải cho ông Chu Se thời gian. Đội tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Asian Cup 2023 với 3 trận đấu toàn thua và đây được xem như là thất bại. Tuy nhiên, nếu như nhìn tổng thể một cách khách quan, kết quả này phản ánh đúng năng lực của đội hình đến Qatar và đồng thời chỉ rõ nhiều vấn đề của bóng đá Việt Nam giai đoạn sau của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mong muốn và hiện thực, không phải chờ đến trận đấu gặp Iraq lượt cuối của vòng bảng, đội tuyển Việt Nam đã hết hy vọng giành vé vòng 1/8 Asian Cup ngay sau thất bại toàn diện trước Indonesia. Như vậy, đây là lần đầu tiên đoàn quân áo đỏ dừng bước ở vòng bảng sân chơi lớn nhất châu Á sau hai lần tham dự trước đây, đều đi tới tứ kết. Vậy nên có thể hiểu cảm giác thất vọng của người hâm mộ khi họ vốn quen với tâm lý chiến thắng sau 5 năm thành công dưới triều đại ông Park và nhất là thất bại cay đắng ở Qatar đến từ đối thủ bị đánh giá yếu hơn trong chính Đông Nam Á. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Siêu và nhiều tuyển thủ Việt Nam chung quan điểm: bóng đá Indo thay đổi quá nhanh và mạnh, nhưng cầu thủ nhập tịch giúp đội bóng xứ vạn đảo sở hữu đội hình cao to, cơ bắp và tất yếu, rất mạnh trong tranh chấp tay đôi cũng như các pha tỉ để xô để cho khuôn khổ chờ đợi các tình huống phạm lỗi. Tuy nhiên, việc đối thủ trưởng thành trong thời gian ngắn không phải là cách giải thích đầy đủ cho thất bại của đội tuyển Việt Nam cũng như thỏa mãn sự tổn thương của người hâm mộ. Bởi cho đến trước khi đọ sức tại Qatar thì trong 7 năm qua, kể từ trận lượt đi bán kết AFF Cup 2016, tuyển Việt Nam chưa từng thua Indo, luôn chơi trên cơ đối thủ này. Tất nhiên trận bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, không phải lúc nào đội mạnh hơn thì cũng thắng, sự may rủi sai lầm cũng là nguyên nhân hàng đầu xác định kết quả thắng thua. Trung vệ trẻ Thanh Bình đã khiến cho đội tuyển Việt Nam trả giá đắt từ tình huống kéo áo cầu thủ đối phương quá lộ liễu và non kinh nghiệm. Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều chuyên gia và những khán giả có nhiều năm xem bóng đá chưa thể cắt nghĩa tại sao cầu thủ này nắm áo đối phương lâu đến như vậy, trong khi trọng tài thì có vị trí quan sát gần đó. Thanh Bình hoàn toàn có thể nắm thả rồi lại nắm đủ để tác động giữ an toàn cho khung thành đội nhà và hạn chế góc sút của cầu thủ Indo. Mặc dù vậy, đó chỉ là một tình huống được coi là điển hình của trận Việt Nam thua Indo. Bởi thực tế trên sân thì không ai dám chắc ông Chu Se và các học trò có thể giành điểm trong một thế trận lép vế trước thầy trò huấn luyện viên Shin.
Vấn đề ở chỗ là các cầu thủ Việt Nam đã tuân thủ đúng đấu pháp và chơi đúng theo triết lý kiểm soát bóng của ông Chu Xê. Thế nhưng điều này không thể giúp cho đội tuyển Việt Nam kiểm soát được thế trận, thậm chí còn bị động ngay từ những phút đầu tiên trước lối chơi bóng quyết liệt của Indo. Chúng ta cũng hơn đối phương về số đường truyền, song phần lớn là những đường truyền ngang hoặc truyền về để giải tỏa áp lực chứ không phải truyền để tổ chức tấn công hoặc phòng ngự của Indo. Các tiền vệ áo đỏ không thể đáp ứng được vai trò cầu nối cho hàng tiền đạo, cũng như thiết lập được hệ thống đánh chặn từ xa. Thế nhiên là các tình huống tấn công phụ thuộc vào đường truyền dài vượt tuyến và cách chơi này không thể phát huy tác dụng trước hàng phòng ngự cao to được tổ chức chặt chẽ của Indo. Đội tuyển Việt Nam thất bại không chỉ bởi sai lầm cá nhân, đó chỉ là hệ quả tất yếu của một tập thể chưa vững vàng, mà còn bởi lối chơi quá dễ bắt bài và thiếu tính đột biến trong các tình huống hãm thành. Một vài khoảnh khắc trên V2 có lẽ phần nào bởi Indo chủ động chơi chậm, giữ vững nhịp độ như họ mong muốn. Tất nhiên thầy trò HLV Chu Xê đã chơi tốt ở trận ra quân với Nhật Bản hay Iraq, nhưng tính chất của những trận đấu này là khác nhau. Trước trận đấu Nhật Bản, các tuyển thủ chơi với tâm lý thoải mái hơn và với chiến thuật phản công. Đoàn quân áo đỏ đã có khoảng trống cũng như là cơ hội để gây bất ngờ. Còn trước Indo, trong thế phải tấn công với áp lực phải thắng, sự bế tắc hiện hữu. Các tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt với nhóm những cầu thủ trẻ đang phải gồng mình chơi thứ bóng đá chưa thực sự tương thích với họ cả về kỹ năng và tầm vóc. Chơi bóng đá theo kiểu kiểm soát chuyền bóng lâu dài đòi hỏi kỹ năng cá nhân cũng như là ăn ý ở các vị trí cao. Thế nhân trong trường mực nào đó, ông Chu Xê cần nhiều thời gian cũng như là sự linh hoạt nào đó để phù hợp với con người ông có ở trong tay. Vấn đề nằm ở nền tảng. Nhìn nhận về đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup, cựu danh thủ thể công Minh Huế bình luận: Việt Nam gặp Indo vào thời điểm vừa qua thu hại đội hình mạnh nhất châu Á là Nhật Bản và Iraq. Các cầu thủ Việt Nam được nghỉ ngơi hơn đội Indo một ngày, nhưng khi xung trận thể lực chuyên môn của chúng ta lại xuống thấp như đã thấy, trong khi thể lực chuyên môn của cầu thủ Indo rất sung mãn. Hiệp 1, hai đội bung sức đá tổng lực nhưng đội tuyển Việt Nam nuối tiếc vì đuối sức. Hình ảnh Thanh Bình phải níu kéo áo đối phương trong vòng cấm để bị phạt đền cho thấy rõ điều này. Rõ ràng nền tảng thể lực của đội tuyển thấp không chịu đựng được mật độ thi đấu cao và dày. Ngay cả sang hiệp 2, đội Indo chơi thấp giữ tỷ số, Việt Nam cũng không đủ sức để tấn công bằng kiểm soát bóng mà chỉ đá bứt tuyến bằng câu bóng vào hướng cầu môn của đối phương. Ở góc độ lối chơi, chuyên gia Minh Huế cho rằng hướng đi của ông Chu Xê phù hợp với bóng đá tiên tiến, chỉ có điều đội tuyển Việt Nam đang đứng trên cái nền tương đối yếu, đơn cử như thể lực cũng như nhân sự. Ông Huế dẫn chứng là chúng ta nghĩ như thế nào khi V-League mới đá chưa hết lượt đi mà hàng loạt tuyển thủ nòng cốt của đội tuyển quốc gia chấn thương không thể thi đấu. Nguyên nhân sâu xa cũng là trực tiếp đó, giải vô địch quốc gia vừa ít đội bóng, ít cầu thủ để lựa chọn. Chúng ta nên hiểu đội tuyển Việt Nam lúc này không phải mạnh nhất khi thiếu vắng quá nhiều mảnh ghép chất lượng. Nếu như có đủ quân số và nền tảng tốt hơn, ông Huế tin rằng đội tuyển Việt Nam sớm gặt hái được thành công. Cựu danh thủ này cũng nêu quan điểm, thất bại của đội tuyển mà chỉ xoay quanh ông Chu Xê là không công bằng. Ông nêu lại dẫn chứng là đội tuyển Việt Nam trong tay bất cứ huấn luyện viên tài năng nào cũng rất khó định hình được lối chơi cũng như đạt được chỉ tiêu khi vắng gần một đội hình do chấn thương như thủ môn Văn Lâm, trung vệ Thành Trung, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, đình vệ Đức Chiến, Hoàng Đức hay tiền đạo Tiến Linh. Không thể đổ lỗi trách nhiệm về sự vắng mặt này lên đầu ông thầy người Pháp, và ông Huế đặt ra câu hỏi tại sao có thể khẳng định đội hình thiếu vắng đến Qatar mạnh hơn trước, từ đó không nên áp dụng thua tới Asian Cup. Chúng ta cần phải tìm ra câu trả lời vì sao đội tuyển Việt Nam mất đi người hàng loạt. Nhìn sang giải nhà nghề Thái Lan, số trận thi đấu không một mùa nhiều lần gấp đôi chúng ta. Tại sao họ không bị quá tải, trâu chéo là ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia? Vậy phải chăng hệ thống thi đấu giải chuyên nghiệp Việt Nam là chưa ổn? Công tác huấn luyện từ các câu lạc bộ, kỷ luật chuyên môn của các cá nhân cầu thủ chưa tốt còn bất cập. Khi nền tảng chuyên môn thể lực từ cơ sở chưa tốt để xảy ra nhiều chấn thương cho cầu thủ thì đội tuyển quốc gia sao có thể mạnh nhất được? Hiện nhiều người hâm mộ và cả một số chuyên gia muốn thỏa mãn tâm lý chiến thắng ngay. Điều này có thể xuất hiện cả trong tư duy một số lãnh đạo ngành thể thao. Đây chính là áp lực nặng nề, khó khăn ngăn cản chiến lược gia người Pháp tiếp tục đi theo con đường mà ông đã chọn đội tuyển Việt Nam. Vậy nên HLV Chu Xê cần thêm thời gian để có thể gắn kết được lối chơi, để chung tay tạo ra một lối chơi phù hợp nhất. Và ông cũng cần sự ủng hộ từ nhóm cầu thủ công thần cả về người lẫn tinh thần cho một đổi mới. Như vậy mới có thể nhanh chóng tạo ra một đội hình tuyển vững mạnh, ít ra đủ sức chơi ngang cơ Indo cũng như là Thái Lan. Tháng 3 tới đây tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, nếu như ông Chu Xê và các học trò không vượt qua được Indo trong hai trận cầu định đoạt xuất vào vòng 3, rất có thể ghế của ông sẽ gãy. Thời gian không còn nhiều và lúc này không ai dũng cảm đứng ra cho ông điều này. Không chỉ bị loại sớm tại Asian Cup, tuyển Việt Nam còn bị tụt dốc thê thảm trên bảng xếp hạng của FIFA. Cụ thể sau 3 trận ở vòng bảng châu lục, thời trò ông Chu Xê bị trừ tổng cộng 41 điểm, từ vị trí thứ 94 xuống Asian Cup 2023, bóng đá Việt Nam tụt 11 bậc rơi xuống vị trí thứ 105. Đội tuyển Việt Nam có thể sẽ tiếp tục lún sâu trên bảng xếp hạng FIFA bởi Asian Cup 2023 đang diễn ra. Các đội tuyển xếp sau hoàn toàn có thể tạo nên được những cú bứt phá ngoạn mục. Và đây là lần đầu tiên chúng ta đứng top ngoài 100 trên bảng xếp hạng FIFA kể từ năm 2018. Ngoài ra, tính tới thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã bị mất vị thế số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA bởi Thái Lan thi đấu ấn tượng tại Asian Cup 2023 và đã rơi xuống vị trí thứ 18 của châu Á.